Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nha. Chúng ta đang có mặt ở ngay rạp Hưng Đạo, rạp Hưng Đạo bên phía mặt đường Nguyễn Cư Trinh này, ngay mũi tàu Nguyễn Cư Trinh. Ngày xưa có khách sạn Metropole và cây xăng, thì hành trình của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu từ cái hẻm Nguyễn Văn Dụng, hẻm của anh chị ngày xưa đã ở, trong đó có anh chị Lệ, anh chị Thơ, anh Thơ, chị Lệ ha. Thì đầu hẻm thì có cái gara xe hơi, hồi xưa là hãng Hyundai gì đó, bây giờ là hãng Volkswagen, chữ W. Và hành trình chúng ta sẽ bắt đầu từ đây và đi đến cái đường Đề Thám, để đi vô hẻm 160 Đề Thám, để gửi anh chị xem lại những hình ảnh ngày xưa của mình nhé. Thì chị là người anh chị là người comment rất là nhiệt tình nha, cứ thôi thúc em để đi vào hẻm đó. Thì em là mấy hôm nay do nhiều việc quá nên hôm nay mới có dịp đi vô, anh chị thông cảm nha. Thì đây là mặt đường Trần Hưng Đạo, thì cái mặt này bán rất là nhiều, cái khúc này bán rất là nhiều cái dụng cụ y khoa nè, có shop điện thoại Mai Nguyên, nhìn bên kia thì có hẻm 100 Trần Hưng Đạo, 100 Trần Đạo đi thẳng ra Bùi Viện luôn ha. Cái đoạn này rất là mát tại vì có những cái hàng cây dầu rất là lớn, có từ ngày xưa. Bên kia thì có cái chung cư 62 Trần Hưng Đạo, nguyên dãy chung cư đó luôn, hồi thời xưa luôn. Đây là cái khu dân cư gì đó, nhưng mà đó giờ em chưa vô đây lần nào á, không biết cô chú anh chị mình có biết đó là gì không ha. Thấy hẻm đó rất là vắng nè, ít người qua lại lắm, ít người vô. Nếu ai có kỷ niệm gì có hẻm đó cho em xin cái comment nha. Mai chúng ta sẽ đi lang thang ngao du vòng vòng ở khu vực quận nhất này. Những hình ảnh này rất là mát, rất là sáng luôn. Ở đây có cái nhà thờ Tin Lành. Thờ Tin Lành thì ngày xưa thì không có dài, thì bây giờ thì họ mới mở, sau đó thì họ mới mở rộng cái mặt Đề Thám. Đây có ngành cửa sửa xe cũng rất là đông nè. Chúng ta đang ở ngã tư Đề Thám và Trần Hưng Đạo ha. Nhìn qua đây là chung cư. Wow, tới khúc này nắng quá. Chúng ta sẽ đi nhanh nha.
ta đi bên kia đường đi. Hôm bữa chúng ta đi bên đây được rồi. À, hôm nay chúng ta đi qua bên kia để nhìn lại bên đây nha. Wow, nắng quá. Đây quy nhĩ nhà thờ Tinh Lành nè. Xưa thì khúc này mới mở sau này nè, theo cô chú chị mình chia sẻ. À, còn đây là hẻm 182 182 của anh Lý Loan ha. À, đối diện hẻm thì có cái building mới mọc lên. À, cái đoạn này thì chúng ta đi cũng rất là nhiều lần. À, nên cô chú anh chị mình cùng xem lại. À, cái hẻm 160 thì hiện giờ đang làm cái bề mặt hẻm á, nên đang đổ bê tông, không biết mình có vô được hay không. À, đây hẻm của anh chị đây, đang làm nền bê tông cho cái sàn nè. Thôi chúng ta đi vô đại nha. Đúng rồi. À, không biết nhà anh chị là nhà nào ha. À, cái sàn làm lại rất là đẹp nè, rất là sạch luôn. Wow, không đi được hả? Ủa, hết được. Tưởng đâu hẻm này thông ra cô Bắc. Rồi, hết đường rồi. Rồi, chúng ta hết đường rồi. Hẻm này là hẻm cùng. À, do là anh chị không nói là nhà mình là nhà nào nên cũng không biết ha. Thì cùng đi vô hẻm nhưng mà không có lý do gì gặp ai. Rồi, hành trình của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Số hình ảnh ở hẻm 160 để gửi đến bà con cô chú anh chị ở xa, và các bạn ở xa cũng nhìn lại để có dịp tham khảo đến cái hẻm đó. Hẻm đó đa số là người Hoa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đằng kia là chợ Cô Giang rồi.